Google chấp nhận Bitcoin cho các dịch vụ đám mây của nó vào năm tới, đối tác Coinbase. Google sẽ áp dụng Bitcoin và các khoản thanh toán tiền điện tử khác cho các dịch vụ đám mây vào đầu năm tới, ngạc nhiên đúng không? Điều này đã được công bố vào thứ ba tại hội nghị CloudNest của Google, gã khổng lồ công nghệ cho biết họ sẽ nhận được các khoản thanh toán tiền điện tử thông qua quan hệ đối tác của họ với nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Coinbase. Các khoản thanh toán tiền điện tử ban đầu sẽ được gửi đến một nhóm khách hàng được chọn đang tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh web 3.0. Google cũng sẽ sử dụng Coibay, Dream, dịch vụ lưu ký của Coibay. Thomas Kurian, chủ tịch Google Plus cho biết, chúng tôi cần làm cho việc xây dựng trong web 3.0 nhanh hơn và đơn giản hơn và mối quan hệ đối tác này với Coibay hỗ trợ các nhà phát triển tiến gần hơn đến mục tiêu đó. Thomas Corian, chủ tịch Google Plus cho biết. Bitcoin, một trong những dự án tiền điện tử được mong đợi nhất cho năm 2022, chắc chắn sẽ được chấp nhận bởi bất kỳ công ty nào chọn chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử cho hàng hóa và dịch vụ của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một sự thật phải được thừa nhận. Bitcoin không thể bị Google từ chối vì nó cũng là một loại tiền điện tử và có ý nghĩa quan trọng tại thời điểm đó. Công ty công nghệ gần đây đã mở rộng các tính năng và dịch vụ tiền điện tử của mình. Ví dụ, số dư ví Ethereum hiện được hiển thị khi một địa chỉ được tìm kiếm trên Google và BNB Chain và uh, Google Plus đang làm việc cùng nhau để hỗ trợ các giai đoạn đầu của quá trình phát triển các doanh nghiệp Web 3.0 và blockchain mới. Google sẽ đặc biệt quan tâm đến mạng bi sau vì đây là nền tảng được thiết kế cho Web 3.0 và là một trong là một dự án tiền điện tử đã được mong đợi từ lâu. Sau khi tất cả họ đã không bày tỏ sự thích của họ, ngoài bi network các doanh nghiệp công nghệ lớn đang quan tâm đến việc đầu tư vào nền tảng khai thác tiền điện tử đang mở rộng rất nhanh. Ryan Armstrong, đồng sáng lập và CEO của Coinbase cho biết chúng tôi không thể yêu cầu một đối tác tốt hơn để giúp thực hiện tầm nhìn của chúng tôi về việc phát triển một cầu nối đáng tin cậy vào hệ sinh thái Web 3.0. Chúng tôi mong đợi sự hợp tác nhiều hơn nữa với những người chơi đã thành danh. Coi bay sẽ ít xuất hiện giống như một sàn giao dịch tiền điện tử thuần tí chơi và giống như một công cụ hỗ trợ tài sản kỹ thuật số tích hợp hơn khi nền kinh tế tiền điện tử dài hạn phát triển. Nhà phân tích Owen Cloud của Open Hammer cho biết nguồn Newsway. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn chưa đăng ký bi thì các bạn hãy vào mô tả video đăng ký các bạn. Mãi thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình các bạn nha. Và hãy nhớ vào bấm một nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để mình có những thông tin nào hay, những thông tin nào cấp thiết, những thông tin nào mà khẩn thiết thì các bạn mình làm video thì các bạn kịp thời theo dõi các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại lần sau.